tét thì lên sóng cách đây khoảng 2 ngày rồi. Tuy nhiên ngày hôm qua là trong một ngày mưa tầm tã thì các anh mình cũng phải tận dụng em nó. Đấy, dùng em nó làm xe công vụ luôn để ship chiếc xe Olin 5 tấn vào trong Quảng Xương Thanh Hóa, và lúc về thì đi bằng xe này về luôn. Ngày hôm nay sẽ lên sóng sớm cho anh em một mẫu xe được đánh giá là dòng xe quốc dân. Cái dòng xe này gọi là dòng xe quốc dân thì không phải mình tự đặt tên đâu, mà nhiều người bảo nó là như vậy. Tại vì sao? Nó không phải là vì nó quá hiện đại, cũng không phải vì nó quá tiết kiệm nhiên liệu, cũng không phải là vì nó quá đẹp, mà là được cái là nó ổn định. Nếu như Toyota thì có vai ớt thì trong phân khúc xe tải nhẹ tầm tấn 25 đổ về, thì có lẽ dòng xe này bao nhiêu năm đến tận năm nay nó không những giữ giá và thậm chí là có những chiếc xe xuất sắc nó còn lên giá là đằng khác. Đó. Thì xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một mẫu xe Kia K2700 đời 2013. Dòng xe này thì đến 2014 là bắt đầu hết rồi. Đấy, cho nên là chiếc xe này tạm được gọi là dòng xe đời upchot. Trước mặt chúng ta là một mẫu xe, ôi rồi hết đăng kiểm rồi anh em ơi. Hết đăng kiểm rồi. 18 tháng 10, hôm nay là 11 rồi. Hôm nay 12 xứ rồi. Thôi. Phí thế nhỉ? Thôi không sao cả, mình sẽ đầu tư đăng kiểm cho anh em nhá. Nếu mà bán trước ngày này thì mình sẽ ra lọc cho anh em bằng một cái đăng kiểm, hoặc nếu bán sau ngày này mà hết đăng kiểm mình sẽ đăng kiểm mới tinh cho anh em. Đăng kiểm thì chiếc xe này đời 2013 cho nên là nó chỉ đăng kiểm 6 tháng một lần thôi. Và tải trọng thì chiếc xe này hay gọi là 1 tấn 25, nhưng thực tế 1 tấn 25 ngày xưa thôi, vào những cái năm 2013 thôi. Sau khi mà năm 2014 nó có cái dòng xe Kia K125 ấy thì dòng xe này nó sẽ xuống tải. Và thực tế dòng xe này tải trọng chuyên chở hàng hóa của nó thì nó chỉ có 1 tấn thôi anh em nhá. Đấy, cho nên là khi anh em tìm dòng xe 1 tấn 25 thì người ta sẽ vẫn quen gọi cái dòng xe này là dòng xe 1 tấn 25. Nhưng chúng ta phải ngầm hiểu rằng những chiếc xe Kia K27 thì tải trọng thật của nó sẽ dưới 1 tấn 25. Còn những chiếc xe mà tải trọng đủ 1 tấn 25 là những chiếc xe có đăng kiểm mang thương hiệu, mang tên là Kia Frontier K125. Đó. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên thì chiếc xe nào cũng vậy, phần ba đờ sốc đúng không ạ? Phần ba đờ sốc thì như chiếc xe này anh em có thể thấy rằng sơn zin nó còn từ ba đờ sốc luôn. Đây những cái vằn này, đây những cái vằn nó vẫn còn, tuy không nổi nhưng mà nó vẫn là sơn zin. Đây nếu nghiêng góc này thì nó vẫn có rõ những cái vết vằn này đó. Và phần đèn thì sao ạ? Mình rất thích kiểu đèn mắt mèo của cái dòng Kia K2007 này, nhìn nó rất là hay và rất là sáng. Đấy. Mình chỉ ghét mỗi cái thằng này là nó chạy bằng thụt nhún, cho nên đôi khi nếu mà anh em nào mà chở cống quá tải ấy, tầm 3 tấn 4 tấn hay vào cua ấy thì đầu nó hay bị trúc xuống. Đầu nó hay bị trúc xuống đấy. Tại vì thiết kế của thằng này đằng trước nó là chạy càng chữ A, nhưng tuy nhiên nó là nhược điểm. Thì bên cạnh cái nhược điểm đấy thì nó cũng chính là cái ưu điểm của dòng xe này và khiến nhiều người tin dùng và ưa chuộng. Những người tin dùng ưa chuộng thường là những người cái nhu cầu công việc nó chỉ tầm 2 tấn quay đầu thôi. Đấy, đấy là khả năng quá tải. Còn đâu là nếu mà đúng ra thì chiếc xe này chở 1 tấn thì bao giờ nó mới hỏng được. Khó hỏng lắm. Về tổng thanh đầu này, phần bậc lên xuống. Đây, phần bậc lên xuống. Ba là sốc thì zin rồi. Bậc lên xuống này. Bậc lên xuống. Ây, bậc lên xuống tại sao dán này đây? Không. Cái này là dán cho đẹp nhá. Chủ trước dán nhá, không phải mình dán để che khuyết điểm đâu. Đấy, đẹp nhá. Bậc lên xuống đẹp. Bậc lên xuống đẹp. Thường những cái bậc lên xuống này nó hay bị va chạm lắm, tại vì là khoảng trống gầm nó không cao lắm. Đấy, những chiếc xe mà không giữ gì là nó hay bị như kiểu sọc gầm ấy. Tất cả cửa nó vẫn còn zin, chưa bị tháo. Chưa bị tháo này. Cánh cửa này chỉ vẫn là chỉ zin này. Kính vẫn là kính này. Kính phụ thì nó đã thay rồi này. Nó thay sang kính 216 rồi. Đấy, còn kính bên lái thì vẫn còn zin. Kính lái vẫn còn zin. Kính bên phụ bên lái vẫn còn zin. Thay mỗi kính phụ bên kia thôi. Lý do tại sao nó lại thay kính này à? Tất cả tổng thành đây, tất cả tổng thành cột vẫn còn zin nhá. Để mình xem tại sao
nó lại thay cái kính bên phụ này nào. Đây là gáy vẫn còn zin. Gáy vẫn còn zin. Và tất cả sơn ở bên này vẫn còn zin. Thì có thể là một cái nguyên nhân nào đó chủ quan là hoặc là ông nào ông ấy để quên chìa khóa ở trong đây. Thường những kính lái này mà bị kính phụ này bị vỡ là ông nào ông ấy quên chìa khóa ở trong đây, khóa chốt trong mà không biết tìm cái cách nào để mở thì sẽ hay cậy là nó sẽ vỡ cái kính này. Đấy. Thì để mà mở cái kính này nó rất là đơn giản, mở cái khóa này đơn giản, chọc cái ôi trời mình lại nghịch ngu, chọc cái đũa vào đây lạy phát là xong. Ok. Còn đâu cam kết luôn là không đâm va nhá. Sơn vẫn là sơn zin. Sơn zin cả cánh luôn. Đấy. Thường mình thấy nó hay bị mà đá nó bắn vào cái kính lái nhưng mà ít khi là kính phụ này bị vỡ lắm. Nhưng mà con này được cái là zin ấy. Cam kết luôn với anh em. Tiếp theo mình sẽ mở phần lắp cabo lên cho anh em xem luôn. Đấy. Thì nhìn tổng thành thì mình đã biết là zin rồi. Tại vì là cái vỏ bên ngoài mà nó không bị làm sao thì đến phần 90% là bên trong nó sẽ không bị làm sao. Cánh cửa này vẫn zin chưa tháo. Đây. Mình sẽ để camera góc rộng cho anh em dễ xem. Đây, tất cả những cái vấu này, những cái vấu này nguyên này. Ở trong nguyên này. Ở trong cũng nguyên này. Cabo cũng zin này. Đó. Ok. Xem tiếp theo nữa là phần nội thất. Nội thất của chiếc xe này thì vẫn là nguyên bản thôi. Cái này anh em nhớ là khi mà đóng nó đóng phải khít. Thì nếu mà đóng lửng lửng cái này là nó sẽ chốt ở trong. Mà chốt mà không có chìa khóa là anh em đôi khi là không biết cách mở là lại nghịch dại chết. Đây. Tất cả nội thất mình ưng nhất là cái trần này là có thể đánh được bằng nước, bằng bàn chải, nó không bị xù. Những phần trần lỉ rất yêu thích cái trần của bọn Kia. Nội thất thì chưa có đồ chơi gì cả, chỉ có được trang bị một không, cái này đầu nguyên bản của xe này. Con này nguyên bản của xe nó như thế này. Chưa được trang bị một cái đồ chơi gì cả, nhưng được cái khen đó là phần táp lô này và phần táp bi cửa còn giữ được rất là sạch sẽ. Nguyên bản. Ngay cả những vách sau này vẫn là giả da sần. Zin. Ok. Đó. Phần thùng thì sao? Có sơn thì những phần gáy này thì nó có sơn chấm sơn ở những cái mối hàn này, những cái mối hàn khuy này. Còn đâu là những cái phần thùng này vẫn còn zin. Thùng này vẫn còn zin nhá. Và sờ vào trong đây không hề có một cái gọi là mối mọt gì cả. Đây. Đây nó rỉ ở một cái chỗ này thôi này, nhưng mà không hề mọt nhá. Đó. Đinh bấm chạy dài này. Số zin. Số zin đấy anh em ạ. Côn số zin. Và tổng thành là đây. Sàn sóng rất đẹp, anh em có thể chiêm ngưỡng. Thường thì nó sẽ mọt đầu và mọt đít. Nhưng mà ở đây thì chiếc xe này ngay cả những cái lầm đầu nó cũng không, nó chỉ bị han thôi chứ nó không mọt. Đấy. Thằng này thì nó vẫn có nhíp đằng sau, nó chỉ là đằng trước là nó chạy thụt nhún thôi. Xe này tổng thành đằng trước là sơn zin đến khoảng 90%, còn đằng sau này bửng đít. Bửng đít này thì nó có sơn ở cái hai cái vách này này. Đây, cái sơn này, đây bả này. Đấy. Thì đít này là do người ta lùi vào. À. Anh em nào mà mua chiếc xe này là sẽ lãi được quả sàn inox rồi nhá. Ui. Lốc là lốc đẹp luôn nhá. Thùng đẹp dã man luôn, chắc chắn không phải chở lợn rồi, tại vì anh em nhìn này. Anh em nhìn chưa? Chở trái cây hoặc chở rau củ quả sạch sẽ thôi. Anh em nhìn kìa. Thùng lốc sáng choang. Nếu mà chở lợn thường nó sẽ độ đục lỗ thoát sàn. Bạt này thì nếu mà anh em chở hàng mà cần cái độ kín đáo thì nên đầu tư một cái bạt mới, một cái bạt hộp như kia. Đấy, như kia. Nó chỉ rơi tầm 1 triệu thôi.
Nếu mà để chê con xe này chắc là chê mỗi bửng đít này thôi chứ chả chê cái gì cả. Thùng đẹp. Đó. Hai bên cân đối như nhau nhá. Về lốp thì dàn đằng sau thì nó chỉ còn tương đối, nó chỉ được tầm 60% thôi. Dàn đằng trước thì nó còn đẹp. Lần trước còn đẹp. Đấy. Thì nói luôn để anh em chuẩn bị về vấn đề tài chính. Còn vấn đề về xe cộ thì mình đã mô tả chi tiết cho anh em rồi. Yên tâm một cái điều là mình, anh em hợp lý, đúng công việc thì mình mới bán. Còn đâu là anh em khi mà điện cho mình thì vui lòng giúp mình rằng là mô tả rõ ràng nhu cầu công việc của mình. Đấy, tránh tình trạng là bán mua người bán thì bán được vài ngày, người mua mua được vài ngày và đã bán xe rồi thì là công việc nó không phù hợp thì nó sẽ mất thay. Đấy, mình rất... Đã bình rất nhẹ. Điều hòa ngoài không được điều hòa công ty. Nó chỉ là điều hòa ngoài thôi. Máy này, đặc trưng của thằng này là mặt máy màu đỏ. Máy này là máy zin anh em nhá, máy zin. Rồi là từ lắp dàn cò này, từ lắp dàn cò cho đến là mặt máy và tay các xe là zin hết. Bơm này, tất cả những cái phần trục cửa dầu này chưa tinh chỉnh một lần nào cả. Đấy. Đây, những cái càng ga này vẫn còn nguyên vẹn này. Cốt lái vẫn còn ok này. Không hề dơ nhá. Đó. Tất cả cua lốp đẹp. Thực sự là chiếc xe này đánh giá là một chiếc xe đẹp. Đánh giá là một chiếc xe đẹp, xứng đáng đồng tiền đắt giá. Đấy. Xe này thì rất là mộc mạc, những cái phần này mình chưa hề sơn đá nhá, tí nữa mình sẽ ủ dầu và mình sơn vào cho nó đẹp. Còn đâu máy mình để đâu, ủ dầu để mà nó sạch, xe ở bãi để nó sạch, rửa nó sạch. Đây. Cái ruột gà này thì nó cũng rách rồi, anh em cần thay. Thế thôi. Một chiếc xe thì đáng đồng tiền bát gạo, với khung tiền nó rơi vào tầm như hiện tại mình đang bán là 218 triệu. 218 triệu thì tất nhiên rồi, mình với cái giá đấy anh sẽ có linh động và thương lượng cho anh em nào mà thiện chí. Để mà chê thì ngoài cái bửng đít ra, sơn nó hơi xấu thì có lẽ chê thêm cái bạc nữa. 218 triệu có ra lọc, có thể hỗ trợ cho anh thêm một cái bạc mới tinh, bạc đẹp, bạc hộp Hà Nội. Và một nữa cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video clip của Đạt Xe Tải. Chúc tất cả anh em vạn dặm bình an, tự tin, tự mình, tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào. Khi review xong thì mình sẽ đánh ra ngoài cổng mỏ, mình chụp ảnh cho nó đẹp hơn. Con này đi thực sự là con số vẫn rất là ngọt ngào và thậm chí rất là bốc luôn. Đời cao nó có khác, nhưng mà thực sự là mình sẽ thích review những chiếc xe đời thấp mà nó còn ngon hơn là những chiếc xe đời cao ngon, thì nó là chuyện quá là bình thường. Ở trong đây không biết là đến giờ đón học sinh chưa, sợ nó đông á. Đông thế nhở, đông quá. Đấy, đến giờ nó học sinh chắc lên cây xăng, lên cây xăng chụp vậy. Chụp ở cái vùng nó thoáng thoáng thì anh em nhìn xe nó dễ hơn. Đấy. Số má vào ngọt ngào không nhảy số nào nhá. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại Đạt Xe Tải. Rồi, đây đại bản doanh cơ sở 1 của nhà mình đây. Sắp hết dầu rồi. Rồi, hết tiền. Gặp lại tất cả anh em. Thử phanh cái nhá, phanh.
phẩy rũi ta. Đây, ánh nắng đầy đủ cho anh em. Ok.